phượt với các thứ rất là tuyệt vời luôn, gầm cao và bốn quả lốp mới tinh luôn. Mới đầu mới 4 quả lốp đấy nó phải 60 triệu rồi. Ôi. Đổi ô tô lấy xe máy không anh? Sao đổi ô tô lấy xe máy anh nhỉ? Thì thế bỏ mình bên mình có dịch vụ đổi ô tô lấy xe máy thì nghe mang máng đấy. Mà đi đâu đây? Để cất vào đây không sợ mất. Xe nó đắt tiền. Đổi ô tô lấy xe máy là như nào nhỉ? Ý là mà bên tưởng bên mình có dịch vụ là đổi xe máy lấy ô tô. Bên anh chỉ bán xe thôi nhưng mà đổi cái giá trị gì nó phải ngang bằng thì mới đổi được như nào? Ừ, ngang bằng. Có xe nào? SH150 nhập Ý. Con này SH150 nhập Ý. Ừ. Định đổi con xe nào đấy? Bên mình có con này được không? Thế con này 450 con SH của ông chưa đổi được, nó 368 triệu cơ. Thế ông biết con SH này tôi bao tiền không? SH thì xe máy chỉ mấy chục chứ. Ông này. Có bị giả. SH bao tiền? 350 ông ạ. 350 mà vẫn đi xe máy. Thì đi nó sang nó oai. Ủa thôi, ở đây tôi toàn chơi với người buôn bán ô tô thôi. Mà đi rời mưa nó không tới mặt mà nắng cũng chẳng thấy đầu luôn. Tóm lại có đổi không? Có đổi nhưng bây cái đổi cái xe nào, cái xe này thì bây giờ không đổi được con kia đâu. Sẽ không đổi con khác thôi. Con kia bao tiền? 368 củ. Thì tôi cắt cho ông bà 15 triệu nữa là xong. Thôi. Con này bây giờ tôi tính cho ông khoảng hơn 40. Thôi lẫn này. Thế con kia sao? Con này sao? Con này của tôi là 200 mấy cơ, cũng không đủ được, xe máy không đủ được con nào ở đây cả. 200 mấy á? Đấy, con đổi con này cắt thêm một tí này. Con này bao nhiêu? Con này là Isuzu Chopper. Ừ. Nhập Nhật luôn này. Nhập Nhật thì cả nó nhập Nhật có đi nhanh hơn được không? Nhanh hơn nhưng con này phóng hơn 100. Ông giá. Mà giá chỉ có 105 triệu thôi. Nhá. 105 triệu đấy. 105. Ồ, thế thì xem cân đối đổi được ấy nhỉ? Con đổi ông cứ xem con này còn thêm anh em mình cô cát. Ô con này nó có hai cần số à? Con này là số sàn nhưng mà đây là cái nút cài cầu hai đâu? Cầu. Đâu? Chả hiểu không hiểu gì về xe ô tô cả. Hai cầu. Công lông sao mà hai cầu anh? Cái này là dòng xe dành cho anh em đi phượt đi các thứ rất là tuyệt vời luôn, gầm cao và bốn quả lốp mới tinh luôn. Mới đầu mới 4 quả lốp đấy nó phải 60 triệu rồi. Cái 4 quả lốp bằng xe ô tô của ông luôn. Lốp nó mới liệu có đi nhanh hơn được không? Nó đi an toàn hơn là chắc. Ồ, 5 lốp này. 5 quả lốp, 5 quả lốp này tính là 80 rồi. Cái xe của ông chỉ có 60 thôi, đổi lốp không nó phải cắt 20. Con này hay nhỉ, cửa mở như kiểu là mở ở nhà, cửa nhà nhỉ. Rộng rãi nhỉ. Đây tóm lại như này, con Isuzu Chopper của tôi này tôi bán 105 triệu, con xe của ông là 45 triệu, cắt 60 cũng được thì đổi không thôi. Sang ngang. Cũng 105 triệu ý ông sao? Bây giờ đi rời nắng này tôi cứ đi ô tô chắc chắn là tôi hơn đi con xe máy không? Nhưng biển số đâu? Xe của tôi có biển số, xe không làm gì có. Biển số đây ô tô ấy, người ta rút sẵn hồ sơ để khi mình mua về nhập sang tên chính chủ là xong. Ờ. À, nhưng mà không có biển số đi sao? Về sang tên chính chủ là xong thôi, có cái gì đâu. Thế à? Tóm lại là bây giờ phải khác 6 chục chứ còn xe máy này nó không vào việc được đâu. Có xe, xe như này mà xe Ý không phải. Xe Ý đây mà tôi lên cái dàn áo là áo Việt Nam thôi. Để đi người ta đỡ soi mói đấy, nhìn thấy ăn trộm người ta đỡ ăn trộm thôi. Còn SH này SH Ý của tôi đấy, 150 Ý của tôi đấy. Các 6 chục. Thôi không, ông khôn lắm. Tôi đi quán khác. Thôi nhé.